Chuyện số 1. Vượt khỏi bóng mây buồn, tuổi thơ mồ côi. Các bạn trẻ thương mến, có lẽ các bạn phần đông đã biết cuộc đời của tôi qua những quyển hồi ký hay là những bài báo được đăng tải nhiều nơi. Thường thì các bạn chỉ thấy được cái điểm thành công trong cuộc đời của tôi, và hẳn các bạn nghĩ rằng cái số của tôi hay tốt như vậy là nhờ được sanh ra dưới một ngôi sao sáng. Nhưng sự thật không phải thế. Tôi cũng chỉ là một người thường như mọi người, bởi chẳng có con đường nào đi đến vinh quang mà trải đầy hoa thơm cỏ lạ. Có nghĩa là tôi cũng phải trải qua những khó khăn, những thử thách, và phải tự vươn lên bằng ý chí của mình. Hôm nay tôi muốn dành những trang sách này như một lời chia sẻ về cuộc đời đã qua của tôi, để góp thêm kinh nghiệm sống trên hành trình vào đời của các bạn. Nhiều bạn khi biết tôi mồ côi mẹ năm lên 9 tuổi, mất cha năm lên 10 tuổi, thì tỏ ra thương cảm và nghĩ rằng tôi kém may mắn hơn những trẻ đồng lứa. Đúng là mồ côi cha mẹ làm cho tôi cảm thấy thiếu tình thương chăm sóc, thiếu sự nâng niu, thiếu cái quyền được dựa vào cha mẹ khi cần thiết, khi thấy bơ vơ, cô độc. Cảm xúc ấy vẫn còn theo tôi trong mỗi chặng đường đời. Khi tỉnh lại sau một ca mổ lớn ở Pháp vào năm 1951, nhìn thấy những bệnh nhân khác có người thân chăm sóc, nghĩ cảnh mình thiếu mẹ cha, tôi không khỏi tủi thân. Nhưng rồi tự nhủ lòng phải cố gắng vượt qua cái nỗi buồn ấy. Hay hồi tôi ở Honolulu bên Mỹ, khi có một bàn tay phụ nữ tấn tâm ra giường đắp mền cho mình, tôi mơ hồ cảm nhận đó là bàn tay yêu thương của mẹ. Đến tận bây giờ, khi đã ở tuổi 90, tôi vẫn thỉnh thoảng còn những cảm giác ấy. Những lần tôi đi ngủ, con cháu đến tấn mùng cho, nhắm mắt lại, tôi cảm nhận được như mẹ đang ở bên mình, đang chăm sóc mình. Mỗi lần sức dầu khuynh diệp, tôi lại nhớ lúc 4-5 tuổi, tôi bị đau nhức chân tay, được mẹ sức dầu khuynh diệp cho. Tôi nhớ cả cách mẹ giáo dục tôi bằng cách cắt nghĩa đúng sai, chứ không bao giờ đánh đập con. Quay trở lại với tuổi thơ của tôi, dẫu biết rằng tất cả cô bác trong gia đình đều dành tình thương đặc biệt cho tôi, một đứa trẻ mồ côi, nhưng đó không phải là bổn phận, mà do lòng thương cảm, nếu không muốn nói là lòng thương hại. Tôi cũng tự thấy mình lớn trước tuổi. Tôi hiểu rằng tôi không có quyền đòi hỏi dòi vĩnh cô bác như đối với cha mẹ. Ngay từ nhỏ, tôi đã không bao giờ trách số phận cho tôi sớm bơ vơ, thiếu thốn tình thương của đấng sinh thành. Bởi lẽ nếu tôi buồn khổ thì hai em tôi sẽ chỉ buồn khổ thêm. Tôi nhận thấy trách nhiệm của mình với hai em rất lớn. Thương em, tôi càng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Có khóc cũng chỉ khóc một mình, không cho em biết. Và nếu chỉ nghĩ tới thân phận côi cút, hoàn cảnh đáng thương đó, thì tôi không thể vươn xa khỏi bóng mây buồn của tuổi thơ mồ côi. Trong mọi tình huống, tôi luôn nghĩ rằng mình phải tự lực cánh sinh, không chờ đợi sự giúp đỡ của cô bác. Do đó, hoàn cảnh mồ côi đáng thương trở nên cơ hội đáng quý để tôi tự tôi luyện bản thân. Rất may, anh em tôi được một người cô là cô thứ ba trong gia đình bên nội hy sinh cuộc đời thay thế cha mẹ để chăm lo. Cô cũng có một quan điểm là tập cho đứa trẻ không ỷ lại vào người khác,
nên mọi việc tôi phải tự lo cho mình và các em. Cô tôi rất ủng hộ và khen ngợi. Dầu nhà có người giúp việc, nhưng từ nhỏ cô đã dạy tôi phải giặt quần áo, may vá. Tôi rất phục, rất thương người cô đó. Nhờ vậy tôi biết tự lo cho sức khỏe bản thân. Cứ thấy trong người có chút bất thường thì tôi tự tìm thuốc, tìm thầy để chạy chữa, chứ không dám làm rộn cô bác. Tôi biết tự giặt quần áo cho mình và sắp xếp quần áo gọn gàng cho cả ba anh em. Món đồ nào tôi dùng đều dùng lâu hơn người khác. Biết hoàn cảnh mình nghèo, tôi cố gắng giữ gìn để thật lâu mới thay đồ mới. Khi trưởng thành, tôi biết thế nào là cần kiệm, không xài phung phí. Dầu có tiền, tôi vẫn dùng xe cũ, không đi ăn tại những hiệu ăn sang trọng, mà vẫn chọn những hiệu ăn của sinh viên để trả tiền ít, nhưng vẫn được ăn uống đầy đủ. Biết tự đi chợ, nấu nướng, giặt giũ. Tôi sắp đặt hết mọi chuyện rất nhẹ nhàng, không hề cảm thấy khó chịu, mà ngược lại cảm thấy thoải mái lắm. Nhờ mồ côi mà tôi không còn tính ích kỷ của các trẻ thường dành đồ chơi, dành phần hơn với các em, mà trái lại còn biết chia sớt, bao bọc các em. Ngày ấy, hai em tôi còn quá nhỏ nên đều xem tôi như điểm tựa. Thiếu món gì, thích cái gì, buồn vui thế nào đều chạy kiếm anh hai. Khi tôi được người cô thứ năm có chồng giàu nuôi tôi ăn học, mỗi ngày cho tôi 3 xu để ăn quà, thì tôi chỉ tiêu 2 xu và để dành 1 xu mỗi ngày. Sau một quý, tiền dành dụm lên tới 1 đồng bạc, tức là 100 xu. Để lúc nghỉ hè, tôi mua cho các em ăn những món ngon mà ngày thường chúng nó không được hưởng, hoặc là những món đồ chơi mà chúng nó ưa thích. Tôi không nghĩ mua cái gì cho mình, mà dùng hết lo cho em. Em trai tôi là Trần Văn Trạch, thích đốt pháo con rít. Tôi nhịn ăn, dành tiền mua cho em. Nhưng lần em Trạch buồn vì nhớ cha mẹ, tôi không bảo em đừng buồn nữa, mà nhẹ nhàng ôm em vào trong lòng, vuốt tóc em, hát cho em nghe những bài hát em thích, hay là tập cho em tôi hát một bài mới. Tôi còn nhớ lại lúc đó tôi hát cho anh Trạch nghe một bài Le Petit Mousse, là một người thủy thủ tí hon. Tôi là một người thủy thủ tí hon. Tôi ở trong một chiếc tàu to lớn, gió thổi đi hướng nào mặc kệ, tôi không cần. Bởi vì tôi mồ côi, tôi chưa biết được tình thương của cha, của mẹ. Và khi tôi ra đi rồi, không ai trên đời này đợi tôi trở về. Đó là bài Petit Mousse. Je ne suis qu'un petit mousse, j'habite un vaisseau royal, n'importe où le vent me pousse, cela m'est égal, car d'un père et d'une mère, je n'ai jamais connu l'amour, et personne sur la terre, et non, personne n'attend mon retour. Tính Trạch là vậy, cứ nghe hát, được tập hát là em cười liền. Em vui với bài hát thì cái buồn cũng đi mất. Sau này khi Trạch lớn và sang Pháp làm việc, hai anh em không ở cùng nhau. Những lúc Trạch buồn thường tìm đến anh hai. Một lần Trạch gọi cho tôi nói: anh hai ơi, em muốn gặp anh hai quá. Tôi nhẹ nhàng hỏi: chi vậy em? Để em còn biết em là ai. Khi Trạch đến tôi mới hỏi: em muốn ăn gì không em? Trạch trả lời: không anh hai ạ, em chỉ muốn anh hai đờn giọng cổ cho em ca thôi. Em gái Trần Ngọc Sương
thì xem tôi như thần tượng, như người mẹ. Khi em học trường nữ sinh áo tím, tức là trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay, biết em thích đi coi hát bóng, tôi sắp xếp công việc dành tiền đưa em đi. Tôi hiểu rằng món quà quý nhất dành cho em chính là sự quan tâm và thời gian của tôi. Biết em ưa một loại mỹ phẩm làm láng tóc của Pháp, tôi nhịn ăn mua cho em. Khi em bước vào tuổi thành niên, chọn bạn trai, tôi như một người mẹ để em chia sẻ tâm tư. Có lẽ cũng tại tôi thương và lo cho em quá, nên khi gặp gỡ một người con trai nào đó hơi lơ là, thiếu nhạy cảm, là em đã buồn rồi. Có lần em nói vì một cậu bạn trai, người ấy cái giọng thê thế, không phải giọng trầm giống như anh hai của em. Tôi bảo, em đừng nghĩ rằng trên đời này có hai người hoàn toàn giống nhau. Em phải làm sao thích nghi với hoàn cảnh, chứ không thể làm hoàn cảnh thích nghi với mình. Em làm tôi rất xúc động khi chọn ngày của mẹ làm lễ tạ ơn anh hai. Em cũng đã giới thiệu tôi với các bạn rằng tôi là một người anh mà em xem như từ mẫu. Em tôi nên nhắc lại rằng chưa bao giờ em phải nhỏ một giọt nước mắt của thân phận trẻ mồ côi vì đã có anh hai thay mẹ hiền. Càng trưởng thành, tôi càng hiểu trong mọi chuyện mình không nên chờ đợi người khác. Những chuyện gì có thể làm được, tôi đem tự làm. Tôi cũng từng nghĩ nếu không mất cha mẹ thì có thể cuộc đời của mình đã khác. Nhưng không thể cứ mãi than khóc cho số phận, vì như thế chỉ mang cái buồn đến cho mình và những người xung quanh. Không ai chọn cửa mà sanh, và cũng không ai trong đời chưa từng ít nhiều trải qua sóng gió. Khi cuộc sống đẩy bạn vào nghịch cảnh, cũng có thể là đang trao cho bạn một cơ hội để bạn vững vàng hơn trong dòng đời.